Sáng nay, đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tới dự sinh hoạt chi bộ thôn Đài Từ, Đảng bộ xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm. Chi bộ thôn có 89 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt, chi bộ thông tin tới đảng viên chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025. Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Tháng 5, chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong thôn và đề ra nghị quyết tháng 6 năm 2023. Các đảng viên đều nhất trí về báo cáo đánh giá và tham gia ý kiến, cụ thể đề nghị cấp trên quan tâm chỉ đạo, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện sớm, xử lý vi phạm nếu có trong công tác quản lý đất đai, tu sửa hệ thống kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đồng chí Lê Xuân Tiến thông tin tới chi bộ về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong những tháng đầu năm 2023 và một số nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới. Đồng chí cũng mong chi bộ thôn Đại Từ luôn đoàn kết, các đồng chí đảng viên gương mẫu thực hiện chủ trương đường lối của Đảng và nghị quyết của chi bộ đề ra, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.